việt linh xin mời quý vị thính giả cùng nghe một bài viết của tác giả người phương nam với nhan đề tâm sự người về hưu Ông Minh khi đi tị nạn tới Úc thì đã 40 tuổi đời. Cái tuổi mà theo người Âu Mỹ là cái tuổi khởi đầu cho công danh sự nghiệp. Nên cũng không muộn màng lắm. Đối với một kẻ tị nạn bắt đầu làm lại cuộc đời nơi xứ người như ông. Sau 25 năm trời, một phần tư thế kỷ, làm việc trả nợ công dân, góp phần xây dựng nước Úc. Ông về hưu lúc 65, đúng tuổi hưu trí mà chính phủ đã quy định cho tất cả mọi người dân. Trước ngày ông thôi việc, nhân viên làm lương tính sổ cho ông, thấy ông còn dư đến 146 ngày nghỉ bệnh và 3 tháng nghỉ hè, cộng thêm nghỉ thăm niên 3 tháng, vị chi là 6 tháng. Theo luật công đoàn nếu những ngày nghỉ hàng năm mà không lấy thì coi như bỏ. Chỉ có ngày nghỉ hè mới được để dồn năm này qua năm nọ, nghỉ chừng nào cũng được. Vì vậy khi lãnh tiền hưu trí, ông không được lãnh khoản tiền nghỉ bệnh. Bạn bè tiếc hồi hội cho ông, nói sao lúc đi làm ông không kiếm bệnh để nghỉ, bây giờ không lấy được đồng nào, thiệt uổng. Ông Minh nói trời thương cho tôi không bị bệnh là có phước rồi. Khi không khai bệnh lấy ngày nghỉ ở nhà chơi thấy quấy lương tâm quá. Chừng nào bệnh thiệt hẳn hay. Một con người có bản tính ngay lành, chân chỉ như ông. Dĩ nhiên là không thích ăn không ngồi rồi. Bởi vì nhàn cư vi thì sẽ có ngày sinh ra bất thiện. Do đó, trước khi nghỉ làm, ông cứ băng khoăn lo lắng, cho thời gian sắp tới ở nhà không có việc gì làm, chắc sẽ trở thành bất đắc chí, buồn chán, sanh tật hoặc phát điên lên được. Ông đi kiếm mấy người bạn quen đã về hưu trước mình, hỏi thăm coi họ làm gì hàng ngày, để đốt thời gian cho hết khoảng đời còn lại. Nghĩ cũng trớ trêu buồn cười thiệt. Người đi làm thì học hỏi kinh nghiệm là phải. Đằng này về hưu, cũng phải tìm người vấn kế thọ giáo để nôi theo. Khổ thiệt. Có người bày cho ông Minh đi làm việc thiện nguyện, giúp đời, tùy theo khả năng và sức khỏe của mình. Có người thì nói, gắn đường dây Internet chơi đi, rất hữu ích. Mọi chuyện trên thế giới đều thu gọn trong đó biết bao nhiêu chuyện cho mình học hỏi nghiên cứu. Còn không thì đi thư viện mượn sách về đọc. Nếu có hứng thì dịch vài bài tiếng Anh gửi đăng báo cho vui. Ôi thiếu gì công chuyện. Lo gì, sợ là sợ làm biến không chịu làm. Chứ muốn làm thì có biết bao nhiêu chuyện để làm. người lại gợi ý Ông từ trong bộ ra Đã rành rẽ đường đi nước bước như trong lòng bàn tay Hay làm ở một văn phòng di trú Tự làm chủ Có ăn lắm đó Nhất là ông được nhiều người biết đến Chắc người ta sẽ ủng hộ ông lắm Ông Minh cười lắc đầu nói Tôi đã ăn đủ quá rồi Bây giờ muốn nghỉ thôi Nếu muốn làm thì tôi vẫn có thể làm tới 70 tuổi Ông chủ tôi hỏi mà tôi còn từ chối đây nè. Tôi gì lại đúc đầu vô nữa cho thêm mệt. Tôi chỉ muốn đi ra khỏi, chứ chẳng mong bước vào. Làm cho có nhiều bao đến đâu thì có chết cũng có mang theo được đâu. Ở nhà hữu hủ hỷ với vợ con cho ấm tủ già. Từ ngày qua Úc đến giờ, tôi chưa có dẫn bả đi đâu chơi hết. Cứ lo làm không à. Tội nghiệp bà cũng không đòi hỏi hay phàn nàn gì tôi. Tại tánh ông Minh hay lo xa, sợ hờ như vậy, chứ ông có hai thằng cháu ngoại. Một thằng mới sanh và một thằng một tuổi rưỡi. Rồi đây, ông sẽ mặc sức mà bận rộn bù đầu, thở không kịp. Chứ vợ con đâu có dễ gì để cho ông ở không mà ông sợ thất nghiệp và cuối cùng thì ngày nghỉ hưu cũng đến với ông. Ông gác bút. Bye bye đồng nghiệp, bạn bè, một đi không trở lại. Về phụ bà xã xem chừng hai thằng cháu cho con rể đi làm. Tưởng đầu nghỉ hưu thì sẽ có nhiều thì giờ rỗi rảnh lắm. Chứ ai dè à nghỉ ở nhà rồi ông mới biết. Trong nhà ông cái gì cũng có nhưng kiếm không ra chữ nhàn. Bây giờ ông bận tối mặt tối mũi vì công việc nhiều gấp mấy lúc đi làm. Ông chẳng khác nào một bà vú. Rành sáu câu công việc chăm sóc baby như thai tả, cho bú, bồng bế, hát ru. Mỗi khi cho bú xong bình sữa, ông còn biết ẩm đứng thằng nhỏ lên, vuốt vuốt cây lưng cho tới khi nó ở lên được một cái cho tiêu thì mới để nó xuống nằm chơi hay trường bò lăn lết gì đó mặc sức chứ không ở một hồi thì một lát nó sẽ ọc sữa ra tùm đùm mỗi khi phải chở bà xã và hai thằng cháu ra đi shopping hay đi công chuyện ông đều mặc cái quần kako kaki sáu túi hai túi trước hai túi sau và hai túi hai bên đầu gối. Ông cụ bị nào là bình sữa, bình nước, núm vú cao su, khăn giấy, điện thoại, chìa khóa xe, chìa khóa nhà, lung tung, như là một anh biệt kích commando trong tư thế sẵn sàng ứng chiến. Có khác rằng là cảm tử quân người ta trang bị vũ khí súng ống, lựu đạn cay hơi ngạt dao gầm, dây nhợ còn ông thì trang bị đồ nghề cho em bé và đồ chơi đầy mình người quen nào tình cờ gặp lại ông chắc không khỏi ngạc nhiên lẫn buồn cười bởi vì không ngờ ông xuống đời tới như vậy đối với ông thì ông rất happy với cái rốt giữ cháu này. Vì hồi xưa có con, ông bận đi làm suốt. Không mấy khi có thời gian để enjoy con cái như bây giờ. Khi về hưu có cháu, hằng ngày được theo dõi mọi biến chuyển của chúng. Từ tiếng cười, tiếng nói bi bồ, tới những bước chân chập chững đầu tiên, té lên té xuống. Hoặc đến khi bọn chúng lên ba, lên bốn, ông thường xuyên phải chơi giỡn với chúng hay làm Batman, Superman, Transformer để đấu với bọn chúng. ông cảm thấy thích thú làm sao. con nít ở xứ giàu có văn minh thật là sung sướng. chứ hồi ông cỡ tuổi bọn chúng bây giờ. quê hương ông giặc giả chiến tranh triền miên. cái ăn còn khó, chứ ở đó mà có cái chơi ông chỉ có một món đồ chơi duy nhất lúc đó là một con trâu được nắng bằng đất sét mà ông đã mừng rỡ đi khoe đầu trên sớm dưới cùng làng khi bọn chúng tới tuổi đi học ông lại có thêm một cái job mới là đưa rước hai cháu đến trường job này có thời khóa biểu hẳn hồi đúng giờ đúng khắc nhất định cho nên ông càng cảm thấy như nhà binh County Supervisor Cindy Chavez promised to build a Vietnamese service center. She kept her promise, building one of the first and the largest service centers in the country. And that's not all she's done. She kept us safe during the pandemic, providing test sites and vaccines. She's fought for affordable housing and good paying jobs. Cindy is a strong ally and celebrates our heritage. Cindy Chavez for mayor, she stands with us. từ ngày bút gác việc thôi thân tôi như thể thiên lôi xuống trần sớm mai rửa mặt ra sân quơ qua quơ lại giãn gân tỉnh người rồi vô uống tách sữa tươi Dông xe ra tiệm mua bao bánh mì qua nhà con gái liền khi đưa con đưa rể tức thì xuống ga chở hai thằng cháu về nhà bà cho ăn sáng, ông đưa đến trường. Sau khi chở vợ shopping, về nhà đọc báo, xem tin, nghe đài. Ăn trưa quấy quá sơ sài, ra vườn thơ thẩn rồi vào nghỉ lưng. Đổ hai giờ rưỡi khoảng chừng, chạy đi rước cháo, về trong tới chiều. Chờ khi điện thoại reo kêu, ba ơi ra rước, con yêu tới rồi cơm chiều chuẩn bị xong xuôi cháo cơm con rể về đầy một xe đó là một chánh chủ đề còn bao nhiêu chuyện nhiều khê bên lề ngày hơn chục bận đi về chạy xuôi chạy ngược tứ bề gần xa lại thêm giúp vợ chuyện nhà để bà được chút gọi là xã hơi Việc nhà là việc chẳng ngơi Trăm công ngàn việc vừa vơi lại đầy Giúp cho bà đỡ hao gầy Kẻo bà đi trước còn ai sớm chiều Ngày tháng dần trôi Năm nay hai thằng cháu ngoại của ông Đã học lớp 2 và lớp 3 Nên đi học về đứa nào cũng có bài làm ở nhà Ông Minh Lại có cơ hội trở về nghề cũ là thầy giáo dạy kèm hai cháu. Chỉ khác là hồi xưa, ông dạy lớp tú tài, bây giờ dạy con nít. Nhất là hai thằng cháu cưng nên rất khó dạy, vì bục nhà không thiền Mỗi lần kêu làm bài làm ở nhà thì ông cháu có cái màn kèo này trả giá. Cháu thì xin chơi game một chút trước. Còn ông thì nói làm bài trước rồi mới được chơi sao. Hai thằng cháu mè nheo mãi. Rốt cuộc bà phải làm trọng tài phân xử. Thôi, mới đi học về mà bắt học nữa học sao vô. Cho tôi nói ăn lót bụng đi uống nước, nghỉ ngơi coi tivi nửa giờ rồi mới học. Học xong thì cho chơi game, trong lúc chờ ba má tụi nó về. Bọn nhỏ nghe vậy thì ok ngay, nhưng cũng không bỏ được cái tật được cưng chiều dễ ngươi, cho nên vừa làm bài vừa chơi, lát lát lại vẽ bậy vẽ bạ lên giấy, hoặc khiều móc nhau, rồi đánh thụi nhau có khi làm biến nằm dài trên bàn làm ông ngoại cứ phải la rầy không ngớt suốt một buổi chiều từ hai giờ rưỡi cho tới khi ba má bọn chúng về ông minh mệt bở hơi tay với tụi nhỏ nhiều khi ông phải nhờ bà xã ông kèm một thằng phụ ông mà bà xã ông thì đa đoan công chuyện buông cái này bắt cái kia không hở tay vừa nấu nướng vừa dọn rửa lau chùi rồi phải vô hộp sẵn cho con cháu để đem về ăn chiều lại phải vừa dòm chừng hai thằng nhỏ không biết lúc nào bọn chúng nổi điên đánh nhau chí mạng thằng em thì cắt cớ hay chọc cho thằng anh đổ vào rượt đánh xà ngầu cho đã nư mà khổ nổi hai thằng đều là võ sinh karate nên nhiều lúc bà ngoại nhào vô can bị bọn nó xuất chiêu té nhào chiều tối sau khi giao trả tù nhỏ cho ba má chúng về nhà ăn tối xong thì đã hơn tám giờ ông còn giúp bà xã ông hút bụi lau nhà coi như vừa hoạt động cho tiêu cơm vừa làm sạch nhà cửa theo thói quen sau đó ông ra sau vườn đi tới đi lui nửa giờ, tĩnh tâm cầu nguyện, trong lúc bà xã ông chạy đi tắm, rồi vô internet để check mail. cứ như vậy, ngày này qua ngày nọ, ba cái tạp chí tiếng anh như Times Magazine hay National Geographic ông đặt mua chất đóng cao nghèo nghèo, mà còn không có thời giờ mở cái bao ra để coi cái tựa nữa chứ nói chi đến chuyện dịch bài. Bây giờ thì ông mới thấy buồn cười cho sự lo lắng thái quá của ông trước kia. Nỗi băng khoăn của ông trước kia đã có câu giải đáp và bao nhiêu dự tính thực hiện trước khi về hưu giờ đây đã không còn cần thiết hay ý nghĩa gì nữa. Mà quan trọng nhất đối với ông là hai thằng cháu ngoại yêu quý, niềm vui của tuổi già không biết lớn lên chút nữa rời khỏi vòng tay của ông để theo chân bạn bè hay lăn xả vào đời sống bọn chúng có còn biết tới ông hay không nhưng chẳng hề gì bởi vì xưa nay nước mắt chảy xuôi tình thương miễn được trao ra là đã mãn nguyện rồi có được đáp lại hay không cũng không còn cần thiết Ông giờ tuổi đã 70, còn cháu chỉ mới tuổi 10 mà thôi. Cách hơn nửa thế kỷ đời, cháu cười răng ngọc, ông cười răng long. Răng long chẳng phải răng rồng, mà vì sắp rụng, sắp xong kiếp này. Tóc xanh cháu dệt tương lai, còn ông tóc trắng chờ ngày ra đi. Ra đi ông chẳng để gì chỉ mong hai cháu nhớ ghi một điều. Đừng nên tham lắm muốn nhiều, hãy vui biết đủ những gì trời ban. Ông thương hai cháu vô vàng, quý như bảo vật trời ban đời này. Đời ông công chức thẳng ngay, làm lành tích đức để mai cháu nhờ. Cuộc đời hung hiểm không ngờ, có cây phước đức sẵn chờ chở che dù mưa dù nắng không e tai qua nạn khỏi thuận ghe xuôi đường đời người biết mấy nhiễu nhương cầu cho hai cháu trọn đường bình an bình an lời chúa chúc ban bình an thể xác bình an tinh thần bấy nhiêu đã đủ phước phận để mà vững bước vững tâm vào đời gia tài ông chỉ mấy lời dù bao phú quý ơn trời vẫn hơn. Bây giờ nếu có ai hỏi ông khi về hưu ở nhà có buồn chán hay không thì ông sẽ cười tích mắt mà nói rằng có rảnh chút nào mà buồn đâu lo mấy thằng cháu chăm sóc vườn tược và phụ chút chuyện nhà với bà xã đã đã hết ngày không có giờ nghĩ lấy đâu mà chán nếu mình đừng nghĩ đến mình nhiều quá mà hãy nghĩ tới những người thân của mình đang rất cần mình thì sẽ thấy mình cũng còn hữu dụng lắm chứ chưa phải hết xài đâu ông cứ nghĩ hưu đi rồi sẽ biết nửa đời trả nợ công dân tháng năm còn lại đỡ đần cháu con một mai nằm xuống yên lòng gia đình xã hội không còn nợ ai tác giả người phương nam